Tôi rít một hơi xong thông điếu rồi mới đặt vào lòng lão. Lão bỏ thuốc nhưng chưa hút vội, lão cầm lấy đóm gạt tàn và bảo: "Có lẽ tôi bán con chó đi ông giáo ạ." Nhìn tố chất tỷ phú của Bill Gates, Elon Musk mới hiểu làm vì đam mê mà vẫn nhiều tiền. Nếu gặp một tỷ phú tự thân, đừng ghen tị vì họ giàu, hãy ghen tị vì nỗ lực không mệt mỏi của họ. Vì sao thành công lại khó đạt được đến vậy? Người giàu có điều gì đặc biệt mà chúng ta không có? Liệu tồn tại công thức nào để tích lũy khối tài sản khổng lồ giống họ hay không? Tom Conley, tác giả của cuốn Thói quen thành công của những triệu phú tự thân, đã dành 5 năm nghiên cứu để giúp bạn trả lời những câu hỏi trên. Sau khi quan sát và ghi lại thói quen hàng ngày của 233 người giàu, với thu nhập hàng năm ít nhất 160.000 đô la Mỹ và tài sản tối thiểu 3,2 triệu đô la Mỹ, ông nhận ra triệu phú nào cũng từng đi qua 4 con đường cơ bản: tiết kiệm, đầu tư. Bất kể đang làm công việc gì, những người thuộc nhóm tỷ phú đều giữ thói quen tiết kiệm và đầu tư. Họ luôn nghĩ cách để tài sản của mình gia tăng không ngừng thay vì để cho chúng ngủ quên trên những con số kỷ lục. Thăng tiến, đa phần các tỷ phú đều từng làm việc cho các tập đoàn lớn và cống hiến rất nhiều thời gian, công sức cho đến khi đạt được thành tựu nhất định, chẳng hạn như vị trí quản lý cấp cao với mức lương cực khủng. Chuyên gia, sau khi không ngừng phấn đấu, họ lọt vào top những người giỏi nhất trong một lĩnh vực cụ thể nào đó, ví dụ như y học hay luật. Họ sở hữu bằng cấp cao với mức lương vô cùng hậu hĩnh. Đam mê, hầu hết các tỷ phú đều yêu công việc mà họ đang làm, đơn giản vì chúng vừa giúp họ thỏa mãn đam mê, vừa giúp họ kiếm rất nhiều tiền. Khoảng 28% những người giàu được Conley nghiên cứu đều thuộc nhóm này. Họ có tài sản trung bình 7,4 triệu đô la Mỹ và tích lũy khối tài sản chỉ sau hơn 10 năm. Chính vậy, Conley cho rằng đam mê chính là con đường nhanh nhất, song cũng khó khăn nhất để làm giàu. Ví dụ điển hình cho nhóm làm vì đam mê là các tỷ phú tự thân như Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates hay Mark Zuckerberg. Một trong số những người này từng chia sẻ với Tom Conley rằng: "Những lúc tồi tệ nhất, bạn làm như thể vừa bước chân vào địa ngục vậy, luôn tồn tại ở đó rất nhiều những rào cản, thất bại, sai lầm và khó khăn tài chính." Sở dĩ, con đường làm giàu từ đam mê từ rất khó khăn bởi bạn cần có sức chịu đựng dẻo dai cả về tâm lý lẫn sức lực. Dưới đây là một số nguyên nhân. Thời gian làm việc lớn. Hầu hết những người giàu có trong nghiên cứu của Conley đều làm việc 65 đến 67 giờ mỗi tuần. Việc nghỉ ngơi vào cuối tuần hay du lịch, giải tỏa căng thẳng gần như là không có. Điều này khiến tất cả các mối quan hệ của họ, từ gia đình, bạn bè, người thân đều bị ảnh hưởng. Áp lực cuộc sống. Trước khi đam mê có thể giúp họ kiếm tiền, hầu hết các tỷ phú tự thân đều gặp khó khăn về tài chính trong thời gian đầu lập nghiệp. Một số người đã phải dùng đến khoản tiết kiệm cuối cùng. Rủi ro cao. Về bản chất, nhóm của những người làm vì đam mê đều là những người liều lĩnh. Họ sẵn sàng đặt cược mọi thứ mình có để thành công. Trên thực tế, hơn nửa số họ thuộc nhóm người này từng nói với Conley rằng họ đã thất bại và phá sản rất nhiều lần. Mất động lực. Đa số, những người theo đuổi đam mê tới cùng thường rất tham vọng, nhiều khi với cả những thứ tưởng chừng như bất khả thi. Chính vì vậy, họ thường xuyên bị người khác khuyên dừng lại. Một số chia sẻ với Conley cho rằng họ đã nhiều lần nghĩ đến việc từ bỏ. Dẫu khó khăn, song những vị tỷ phú này vẫn vượt qua được. Conley đã chỉ ra một số động lực sau đây. Không thích làm việc cho người khác. Những người theo đuổi đam mê thích làm việc cho chính mình chứ không phải cho một ai khác. Họ ghét bị ra lệnh và muốn làm mọi thứ theo ý mình. Đặt ra mục tiêu. Các mốc mục tiêu theo ngày, tháng, năm và mục tiêu dài hạn đều đặt ra và tuân thủ nghiêm khắc. Với những người giàu, định nghĩa mục tiêu là thứ cần đạt được thay vì thứ có thể đạt được. Không ngừng hoàn thiện bản thân. Dù bận đến mấy, nhóm này cũng luôn dành ra ít nhất 30 phút mỗi ngày để đọc sách, tập thể dục, tham gia hội thảo, các lớp học và mở rộng mối quan hệ. Khiêm tốn, người giàu thường không chi tiền vào những thứ không cần thiết. Riêng về khoản này, bạn có thể học tập Bill Gates. Ở thời gian đầu, sự nghiệp hay thậm chí là bây giờ, bạn đều hiếm khi thấy vị tỷ phú này ăn hàng sang chảnh hay đi xe hơi đắt tiền. Hoàn thành công việc mỗi ngày, họ luôn trong tâm thế sẵn sàng hoàn thành mỗi khi bắt đầu một công việc. Những người trong nhóm này thường hoàn thành ít nhất 70 đến 80% công việc trong danh sách list to do mỗi ngày. Không nản lòng trước thất bại. Thử thách đối với những người giàu chỉ như một cách để họ hoàn thiện bản thân hơn. Nhóm này rất kiên trì vì tin tưởng rằng mình sẽ thành công. Vì vậy, nếu gặp một triệu phú tự thân, đừng ghen tị vì họ giàu, hãy ghen tị vì nỗ lực không mệt mỏi của họ. Từ soha.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tăng độ uy tín cho thương hiệu của bạn với thị trường toàn cầu.
đưa câu chuyện của bạn xuất hiện trên hơn 200 trang web lớn và uy tín trên thế giới như Fox, NBC, USA Today. Truy cập ngay 7brand.co để được hướng dẫn chi tiết.